Con trai con gái ai được để tóc dài? Dạ con gái. Không, chính xác. Con trai cũng được để tóc dài vậy. Nhiều khi con trai ta có mua đen, ta để tóc dài, ta uống quăng được chứ bộ. Con thấy nhiều người đúng không? Dạ. Ừ, ai muốn để nha. Rồi tiếp. Khi con muốn con ở nhà trên cao thì con leo lên tổ chim con ở hay là con leo lên nóc nhà con ở? Mình muốn ở nhà cao mình phải làm sao? Bình thường con đi lên cao con sẽ làm gì? Dạ, lên nóc nhà. Lên nóc nhà. Không, trên sao? Ý mình là dạ. Mình muốn ở nhà cao thì mình phải mua nhà ở tầng cao, chứ đâu có lên nóc nhà ở được. Dạ, chứ Thành nói lẹ đi, con sợ nó hết giờ. Rồi, trời ơi, nó chỉ điểm thôi nữa. Khi con đến chơi nhà bạn, con phải bấm chuông hay đập cửa? Bấm chuông. Tại sao con không đập cửa? Đập cửa người ta la sùm. Đúng rồi, bất lịch sự lắm biết chưa? Chính xác. Nếu bấm chuông mà người ta không ra mở thì con đập cửa hay con leo vô nhà? Đập cửa. Không, chính xác. Con nên gõ cửa thôi. Chứ đập cửa nhà người ta chửi chết. Cái cửa của ta con đập đâu được đúng không? Gõ cửa thôi nha. Khi bà ngoại cho con trái cam thì con dùng tay trái hay tay phải để nhận? Dạ, hai tay. Chính xác. Giỏi quá. Khi ông ngoại cho con trái táo thì con phải dùng tay phải hay tay trái để ăn? Để ăn nó thì con sẽ dùng tay nào? Bằng cái miệng. Chính xác. Ăn là phải dùng miệng chứ. Dạ. Mụ phù thủy trong truyện cổ tích bị phù chân hay phù mỏ? Không có gì phù chân, không có gì hết á. Tại vì cái tên đó là tên ác của bà phù thủy. Chính xác. Giỏi. Như vậy bà phù thủy có thể bị phù thủng không? Dạ không. Có biết bị phù thủng là bị gì không? Bị thần kinh. À, bị phù thủng mà bị thần kinh. Cái này chú hỏi chơi thôi. Bị phù thủng là bị phù ra đó, bị mập một cách bất thường ra, nhưng không phải nha. Dạ. Bà phù thủy không có bị phù thủng nha. Tiếp tục. Trong truyện Tắm Cám, mụ phù thủy đã bắt tắm làm gì rồi mới cho đi dự lễ hội? Ở trong chuyện cô tắm không có bà phù thủy. Chính xác. Giỏi. Nếu như con muốn ghi bàn trong một trận đá bóng thì con phải đá vào khung thành hay ra khỏi khung thành? Đá vô cái gì á con ơi? Vô cái gì mà có cái lưới rồi xong rồi cái vốn cái gào trắng á con? Khung thành. Chính xác. Đúng rồi. Gạo quá. Khi con đến lớp trễ, con phải xin lỗi hay con trốn cô giáo? Xin lỗi cô giáo. Dạ. Tại sao không trốn? Trốn là cô không biết. Nếu mà mình trốn là lên ông Đinh Dương, ông cắt mẹ với cắt cả người. Trời ơi, nếu mình trốn, ông Đinh Dương cắt miệng, cắt lưỡi. Trời ơi, cha mẹ cháu giáo dục kỹ quá. Chính xác, cảm ơn con. Mình không có được nói dối đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, mình phải xin lỗi cô nha con nha. Dạ. Chính xác. Như vậy thì khi con đến sớm thì con phải xin lỗi hay con cảm ơn cô? Không có gì hết, con chỉ chào cô thôi. Chính xác. Đúng rồi, giỏi. Có được 10 triệu đồng mọi người. Thở lên. Thoang thoảng, thum thùm, thui thủi. Từ nào là từ chỉ mùi hương? Con chưa có học toán. Tôi hỏi nó ba chữ mà nó chưa có học toán. Bây giờ con đoán đi. Thử đi nè. Thoang thoảng. Và thum thủm. Chính xác. Khi con ăn kem, ngoài thấy ngọt, thấy béo thì con còn thấy gì nữa? Thấy lạnh. Chính xác. Khi con cười híp mắt, hết giờ. Rất đáng tiếc, con gái tôi được 9 câu rồi. Mời con tuột xuống. Quá giỏi luôn con gái ơi.